xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sửu cơ hội thách thức song hành hãy tùy cơ ứng biến Bước sang tháng mới, cuộc sống của những chủ trâu có thuận lợi cũng có lẫn những khó khăn. Khuyên bạn phải có cách tì cơ ứng biến trong những trường hợp khác nhau, tránh chuyện bẻ sẽ ra to, tự mình đẩy mình vào rắc rối. Tháng 4 âm lịch có tam hợp chiếu mệnh, nhìn chung công việc của bản mệnh vẫn tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nếu phải tham gia thi cử, học hành cũng sẽ đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, những thành tích bạn gặt hái được có thể sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân ngửa mắt, ngắm ngầm bài trò hãm hại. Về phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, tháng này quan hệ xã giao nhìn chung hài hòa, nên bản mệnh có thể xúc tiến việc ký kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cần phải đánh giá đúng tình hình thực tế, đừng tin theo lời rủ rê, loài kéo của người ngoài. Tình cảm khi bước sang tháng kỷ tỵ có nhiều dấu hiệu khởi sắc những chú trâu dù không nổi bật nhưng vẫn luôn thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bạn có thể lọt vào mắt xanh của ai đó. Nếu có ai chủ động làm quen, bạn cũng có thể thử trò chuyện cùng đối phương, biết đâu đó là người có tâm hồn đồng điệu với bạn. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 cho con giáp người tuổi sửu luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp người tuổi sửu khi bước sang tháng mới có thể gặt hái nhiều thành tích trong công việc bản mệnh biết rõ điểm mạnh của mình là gì để phát huy đúng lúc đúng chỗ nên thường được lãnh đạo đánh giá khá cao đồng nghiệp rất khâm phục hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm suy nghĩ của mình với tập thể rất có thể bạn sẽ nhận được sự tán thành ủng hộ của nhiều người xung quanh Đóng góp của bạn có thể giúp mọi người tìm ra hướng đi mới trong công việc, khắc phục những khó khăn còn tồn động theo thời gian. Nếu phải tham gia thi cử trong tháng này, hãy dành thời gian ôn luyện kỹ càng kiến thức kỹ năng cần phải có. Hãy tự tin thể hiện những gì mình biết trước mặt bàn giám khảo hoặc nhà tuyển dụng, bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tuy nhiên, dù có đạt được những thành công đến mấy, bạn cũng đừng trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Cách hành xử không đúng đẳng có thể khiến bạn đắc có tội kẻ tiểu nhân hoặc gây tổn thương cho người khác lúc nào không hay. Tốt nhất vẫn nên dành thời gian lắng nghe người khác, tôn trọng những khác biệt giữa mọi người bởi ai cũng có những điểm mạnh riêng. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng mới, phương diện tài lộc của người tuổi sửu có dấu hiệu khởi sắc. Bạn chăm chỉ làm việc, cộng hiển thì sẽ nhận được phần thuận xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương lấy được lòng tin từ lãnh đạo nên thường được phân công cho những nhiệm vụ quan trọng. Dù phải vất vả nhưng hãy cố gắng hết sức bạn sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí được cất nhất tăng lương nếu công việc đạt kết quả khá tốt với người làm kinh tế nhân thời điểm các mối quan hệ xã giao đều khá thuận lợi bạn có thể tranh thủ ký kết hợp đồng với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh hãy tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng đối diện với thử thách bạn sẽ thấy nhiều cơ hội tìm kiếm ngay trước mắt mình có điều, trong tháng vẫn sẽ có những thời điểm kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá, khuyên bạn nên kiểm chứng rõ ràng thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng nghe theo lời rủ rê lôi kéo đầu tư của những người không đáng tin cậy. Kể cả trong những công việc quen thuộc, bạn cũng cần phải tập trung chú ý, trở chủ quan kẻo phạm phải những lỗi sai lầm, đáng tiếc. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo thản kỹ tỵ, phương diện tình cảm của người tuổi sụ cũng có những khởi sắc tích cực đặc biệt người còn độc thân có thể nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới khuyên con giáp này hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của mình chăm chút ngoại hình hơn và chú ý cư xử thì không thiếu nhận đối tượng chủ động tiếp cận nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với đối phương. Trải qua quá trình trò chuyện, tìm hiểu, bạn có thể nhận ra rằng người đó có nhiều quan điểm trùng với mình, hai người có tâm hồn đồng điệu với nhau. Còn với những ai đã lập gia đình, bạn quý trọng những gì mà mình đang có nên luôn cố gắng dành thời gian giúp đỡ những người thân yêu. Cũng nhờ vậy mà tình cảm giữa mọi người ngày càng trở nên gần gũi và gắn bỏ hơn. Nếu có khó khăn gì trong công việc, bản mệnh đừng ngại tâm sự trao đổi với nửa kia của mình. Người ấy có thể đưa ra những gợi ý hữu ích giúp bạn nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ mới mẻ hơn, hoặc ít nhất bạn cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi sủ có dấu hiệu suy giảm nhẹ dưới tác động của ngũ quỷ hung tinh. Xong, không đáng lo ngại, chỉ cần bạn nghỉ ngơi hợp lý, khoa học thì cơ thể sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Khi làm việc chân tay hoặc khi tham gia giao thông, hãy chú ý an toàn kẻo xảy ra những sự cố đáng tiếc. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì bất ổn thì nên thăm khám chữa trị ngay, kẻo để lâu dài khiến cho bệnh tình trở nặng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sổ vào tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. một Tuổi kẻ sổ mệnh hỏa, nam sao kẻ đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, công việc thuận lợi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi tỳ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu nâu, màu vàng. 2 tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kẻ Đô, khẩu quyết, quan hệ xã giao tốt đẹp, thích hợp ký kết hợp đồng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi hại. tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu xám, màu cà phê. 3. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao Kẻ Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên quý trọng những gì đang có quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi tý tiểu nhân tuổi ngọ tuổi tuất màu sắc may mắn màu đỏ màu đen 4. tuổi ất sửu sinh năm 1985 mệnh kim nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới đào hoa vườn Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng kim. Năm, tuổi đinh sổ, sinh năm 1997, mệnh thủy, năm sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khó quyết, cẩn thận kẻ tiểu nhân kèn ghét, tìm cách hãm hại. Quý nhân phù trợ, tuổi sổ, tuổi tỷ, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu tím.